Xin chào mọi người, mình là Dũng đến từ công ty Waspay. Bên Waspay thì chuyên thực hiện những giải pháp về chuyển đổi số và tối ưu doanh nghiệp. Trong phần này thì mình sẽ chia sẻ về cái quy trình triển khai LAC dành cho nhân sự trong một tổ chức. Đây là cái quá trình làm sao để chia sẻ cho nhân sự hiểu được và ứng dụng được cái lợi ích của LAC vào trong công việc hàng ngày. Thì thông thường khi mà chúng ta làm một cái gì đó mới trong tổ chức của mình hay là trong doanh nghiệp của mình thì thường bị là mọi người ban đầu sẽ phản đối hoặc là thấy khó khăn. Tuy nhiên với những cái mà chúng ta đã áp dụng thì thực tế chúng ta phải chọn lựa rất là kỹ mới đưa ra áp dụng cho một doanh nghiệp. Vì vậy lúc đầu mọi người có thể phản đối bởi vì chưa thấy được cái hay của nó hoặc là thấy cái lợi ích mà nó mang lại tốt hơn những cái sản phẩm trước đây mình đã dùng. Do đó thì mọi người sẽ có xu hướng là phản đối hoặc là phản ứng hoặc là cho rằng nó khó. Đây là một cái chuyện rất là bình thường bởi vì đặc thù của con người là như vậy. Tuy nhiên khi mà cho mọi người dùng một thời gian và đủ lâu thì trong vòng khoảng từ 1 đến 2 tuần khi mà mọi người làm quen rồi thì sẽ thấy được cái hiệu quả cụ thể của một cái phần mềm hay một cái giải pháp mới. Thì khi đó mọi người sẽ xem xét nó với một cái góc nhìn cởi mở hơn. Và lúc đó mọi người sẽ thấy hài lòng với sự thay đổi này. Khi mà chúng ta làm ứng dụng các giải pháp chia sẻ về LAC cho doanh nghiệp thì mình có thể chia sẻ theo nhiều cách. Mình có thể chia sẻ cho cả công ty để thấy được cái góc nhìn tổng quan, hoặc là mình có thể chia sẻ cho từng nhóm tùy cái đặc thù công việc của cái nhóm hoặc là của cái phòng ban đó, và sau đó thì chúng ta chuyển giao cái phần công việc hoặc là cái cách làm cho từng bộ phận. Thì khi đó mọi người sẽ hiểu rõ hơn và có thể thích nghi trong cái thời gian càng ngắn càng tốt. Ngoài ra nữa thì mình cũng phải cho mọi người một cái góc nhìn tổng quan hơn. Đó là cho các bạn thấy được cái quy trình làm việc tổng thể trong cái bộ phận mà tương ứng. Bởi vì mọi người cần biết mình là đang ở đâu, đứng ở chỗ nào trong dây chuyền hoặc là trong tổ chức của mình. Thì khi đó thì mọi người có khả năng phối hợp sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra nữa thì để tăng cái hiệu quả với cái khả năng trong giai đoạn hiện tại thì mọi thứ cũng đã trở nên tương đối dễ dàng hơn rồi. Thì mình có thể chuyển đổi những cái test cũ hoặc là những cái thông tin mà lâu nay mình truyền đạt bằng giấy hoặc là bằng văn bản thì mình chuyển đổi thành hình ảnh hoặc là video. Thì khi đó mọi người sẽ có cái cảm giác là nó thân thiện hơn và dễ thích nghi hơn. Thì lúc đó cái áp dụng, cái khả năng mà áp dụng của chúng ta vào trong doanh nghiệp nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn.